Thưa anh, thực ra thì ở cái vị trí của em ấy, nó cũng rất là nhạy cảm. Anh cũng biết rồi đấy. Công việc thì áp lực, rất dễ gây điều tiếng và hiểu lầm. Cho nên tôi tưởng cậu đã quen với những chuyện này rồi chứ? Dạ, em cũng cố gắng lắm rồi anh ạ. Có thể là do tính cách của em không phù hợp với vị trí trạm trưởng. Nếu được, em mong anh can thiệp giúp cho em chuyển công tác được không ạ? Anh ạ. Nguyện vọng của cậu đang được ban chỉ huy đồn xem xét. Anh ơi, em xin thú tội hết với anh. Thưa anh, em chót dại chơi với thằng Đoàn, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của nó, cho nên em đã mắt nhắm mắt mở để cho thằng Uốn mang thuốc lá lậu qua biên. Còn gì nữa không? Dạ, chỉ thế thôi ạ. Còn gì nữa không? Anh ơi, thằng Đoàn nó ép em phải cho ma túy qua biên. Nếu em không làm, nó sẽ giết cả nhà em anh ạ. Ai dám làm thế? Chúng nó dám làm đấy anh ạ. Trước đây đã có đồng chí Kiểm bị chúng nó ra giá là 20.000 đô để lấy mạng. Em còn chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ. Thế mà bây giờ em lại làm cho bố mẹ gặp nguy hiểm. Nhưng mà nếu em như em nghe lời nó thì em sẽ dính vào án ma túy là tử hình. Em không thể. Em mong anh cứu em. Nếu như em là thằng hư hỏng bỏ đi thì em cũng mong anh nghĩ đến chị Linh. Bây giờ chỉ có anh mới cứu được em thôi. Tôi sẽ giúp cậu. Thật không hả anh? Cậu nhìn lại mình đi. Bản lĩnh ở đây kìa đâu? Em không xứng đáng làm một người lính anh à. Trường Văn, cậu sốc lại tinh thần đi. Tìm cách hoãn binh, chờ chỉ thị mới. Vâng ạ. Còn bây giờ, ngồi đây, viết bản tường trình chi tiết và cụ thể cho tôi. Rõ.